Cô chào các em, hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau vào tiết học môn hóa học lớp 9. Như các em biết, hợp chất hữu cơ được chia làm hai loại, đó là hydrocarbon và dạng xuất của hydrocarbon. Bài học ngày hôm nay cô trò chúng ta cùng nghiên cứu tiếp về các hợp chất hữu cơ. Các em đi vào chương 5, đó là dạng xuất của hydrocarbon và polymer. Trong chương 5 này, chúng ta cần nắm một số nội dung chính như sau. Thứ nhất, hợp chất có nhóm chất quan trọng như là rượu ethylic, axit acetic, chất béo. Thứ hai là hợp chất thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống con người như glucid protein. Và thứ ba là một số polymer có ứng dụng trong thực tiễn như là chất dẻo, tơ, cao su. Các em nhìn lên màn hình và trả lời câu hỏi sau. Khi lên men gạo, sắn ngô đã nấu chín hoặc quả nho, quả táo thì người ta sẽ thu được sản phẩm gì? Các em dễ dàng biết được rằng khi lên men gạo, sắn ngô nấu chín hoặc quả nho, quả táo thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm đó là rượu ethylic. Em quan sát hình ảnh trên màn hình và cho biết nguyên nhân là do đâu. Chúng ta dễ dàng biết được rằng nguyên nhân ở đây là do uống nhiều rượu. Vậy rượu ethylic có cấu tạo như thế nào, có tính chất vật lý và hóa học ra sao, ứng dụng của nó như thế nào mà nó lại có những tác hại như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết 56 bài 44 rượu ethylic. Rượu ethylic có công thức phân tử là C2H6O và chúng ta dễ dàng tính được phân tử khối là 46. Một, tính chất vật lý. Các em quan sát lọ rượu ethylic và tìm hiểu thông tin ở mục 1 sách giáo khoa. Hãy trả lời tính chất vật lý của rượu ethylic. Kết hợp thông tin sách giáo khoa thì các em dễ dàng biết được rằng rượu ethylic hay còn gọi là ethanol, nó là một chất lỏng, không có màu, có mùi đặc trưng, sôi ở 78,3 độ C. Rượu ethylic nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và có khả năng hòa tan được nhiều chất như iốt, benzen. Các em quan sát nhãn chai rượu và cho biết con số ghi trên nhãn cho ta biết điều gì? Các em ạ, con số ghi trên nhãn chỉ cho ta biết độ của rượu trong chai. Vậy để có được rượu 45 độ hay rượu 38 độ như hình trên thì người ta làm cách nào? Các em quan sát thí nghiệm mô phỏng cách pha chế rượu 45 độ như sau. Trước tiên, rót lấy 45ml rượu ethylic cho vào cốc. Sau đó, rót tiếp 55ml nước cho vào cốc. Ta sẽ thu được 100ml dung dịch rượu 45 độ. Như vậy, qua thí nghiệm mô phỏng, ta thấy pha 55ml nước vào 45ml rượu ethylic sẽ thu được 100ml rượu 45 độ. Như vậy các em hiểu rằng rượu 45 độ có nghĩa là trong 100ml rượu sẽ có 45ml là rượu ethylic nguyên chất. Tương tự như vậy, rượu 20 độ có nghĩa là trong 100ml rượu thì sẽ có 20ml là rượu ethylic nguyên chất. Vậy theo các em, độ rượu là gì? Độ rượu là số ml rượu ethylic có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước.
Để đi tìm công thức độ rượu thì chúng ta sẽ làm bài tập như sau. Trong 200ml dung dịch rượu có 50ml là rượu etylic. Dung dịch rượu này là bao nhiêu độ? Các em à, trong 200ml dung dịch rượu có 50ml là rượu etylic. Vậy trong 100ml dung dịch rượu sẽ có x ml là rượu etylic. Từ đó các em dễ dàng rút ra x sẽ bằng 25ml. Vậy độ rượu là 25 độ. Các em rút ra công thức tính độ rượu như thế nào? Từ ví dụ áp dụng vừa rồi thì các em dễ dàng suy ra được công thức tính độ rượu. Độ rượu sẽ bằng V rượu chia cho V hỗn hợp nhân cho 100. Trong đó DR là độ rượu, VR là thể tích rượu etylic nguyên chất, VHH là thể tích hỗn hợp rượu. Và trong ba cái đại lượng này, chúng ta dễ dàng suy ngược lại V rượu và V hỗn hợp rượu. Áp dụng công thức tính độ rượu, các em sẽ làm bài tập số 1, tính số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45 độ. Cô hướng dẫn làm như sau. 500ml rượu 45 độ có nghĩa là chúng ta đã biết được đại lượng thứ nhất là thể tích hỗn hợp rượu bằng 500ml và đại lượng thứ hai là độ rượu bằng 45 độ. Từ đó chúng ta dễ dàng áp dụng công thức V rượu bằng độ rượu nhân thể tích hỗn hợp rượu chia cho 100 và kết quả là thể tích rượu etylic nguyên chất là 225ml. Rượu etylic có cấu tạo như thế nào? Các em qua phần 2, cấu tạo phân tử của rượu etylic. Cô mời các em quan sát lên màn hình. Sau đây là mô hình phân tử rượu etylic ở hai dạng, dạng rỗng và dạng đặc. Các em trả lời câu hỏi sau. Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo phân tử của rượu etylic? Nhìn vào trong công thức phân tử của rượu etylic, các em dễ dàng nhận thấy thành phần của nó gồm có 3 nguyên tố là carbon, hydro, oxy. Đây là điểm khác biệt của rượu etylic với các hợp chất hữu cơ trước mình đã học, đó là có thêm nguyên tố oxy. Điểm khác biệt thứ hai nữa là trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hydro không liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon mà liên kết với nguyên tử oxy tạo ra nhóm OH. Đây là nhóm hydroxin. Nhóm OH này làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng. Các em viết công thức cấu tạo của rượu etylic ở dạng đầy đủ hoặc có thể viết dưới dạng thu gọn. Rượu etylic có thể gọi một cái tên khác là ancol etylic hoặc có thể gọi là ethanol. Nhóm OH là nhóm chất của rượu. Đây khác biệt với hóa vô cơ. Trong hóa vô cơ các em học những hợp chất có nhóm OH là bazơ, thì trong hóa hữu cơ những hợp chất có nhóm OH đó là những hợp chất thể hiện nhóm chất của rượu. Và các em à, nếu hydro trong nhóm OH này bị tách ra thì rượu etylic sẽ còn là CH3CH2O và chúng ta đặt tên của nó là etylat. Các em à, rượu etylic có cấu tạo một phần giống với các hydrocarbon khác. Vậy rượu etylic cũng tham gia phản ứng cháy. Để kiểm chứng điều này, cô và các em cùng theo dõi thí nghiệm sau. Oxy tác dụng với rượu etylic. Cho 1-2ml rượu etylic vào một kính đồng hồ. Oxy tác dụng với rượu etylic. Cho 1-2ml rượu etylic vào mặt kính đồng hồ. Sản phẩm của phản ứng là khí carbonic và hơi nước. Châm lửa đốt, rượu bốc cháy, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Sản phẩm của phản ứng là khí carbonic và hơi nước.
mặt kính đồng hồ khô, chứng tỏ rượu etylic đã cháy hết. Qua phần thí nghiệm vừa rồi, các em biết được rằng rượu etylic cháy được trong oxy. Các em hoàn thành phương trình này vào vở ghi. Đây là một phản ứng cháy. Trong phản ứng này, cô lưu ý các em khi viết phương trình hóa học. Các em có thể viết rượu etylic dưới dạng công thức phân tử là C2H6O hoặc có thể viết dưới dạng công thức cấu tạo là C2H5OH. Và một điều lưu ý nữa không thể nào bỏ qua, đó là điều kiện của phản ứng. Các em phải ghi nhiệt độ, bởi vì sau này rượu etylic khi tác dụng với oxy mà điều kiện không phải nhiệt độ, một điều kiện khác, thì nó sản phẩm không phải là CO2 và nước đâu các em. Rượu etylic ngoài tham gia phản ứng cháy thì rượu etylic trong công thức phân tử có nhóm OH, đó là nhóm chất của rượu. Vậy theo các em, rượu etylic có tham gia phản ứng với natri hay không? Phản ứng của ancol etylic với natri. Lấy khoảng 2 ml ancol etylic tuyệt đối vào ống nghiệm khô. Cho một màu nhỏ natri vào ống nghiệm. Quan sát và nhận xét các hiện tượng xảy ra. Bịt miệng ống. Diễn biến của quá trình phản ứng này được diễn ra ở nhóm chất OH của rượu. Trong nhóm chất OH có một nguyên tử hydro rất linh động, nó sẽ dễ bị đứt ra trong phản ứng và lập tức có một nguyên tử natri tấn công vào để tạo thành một sản phẩm có tên là natri etylate. Ngoài sản phẩm này thì trong phản ứng còn giải phóng ra khí hydro. Các em có thể viết gọn phản ứng này như sau. Cô lưu ý khi viết phương trình phản ứng của rượu etylic với natri thì các em phải viết rượu etylic dưới dạng công thức cấu tạo để thể hiện rằng nhóm chất của rượu sẽ bị tách một nguyên tử hydro ra. Phản ứng trên người ta gọi là phản ứng thế. Ngoài tác dụng với natri thì rượu etylic còn có thể tác dụng với kim loại khác như kali và cách viết phương trình cũng tương tự như với natri. Các em có thể viết phương trình hóa học vào vở ghi. Như vậy, qua phần trình bày của cô, các em biết được rượu etylic có tham gia phản ứng cháy với oxy và rượu etylic có tham gia phản ứng thế với natri. Ngoài ra, rượu etylic còn tham gia phản ứng với axit acetic. Các em sẽ được học phản ứng này ở bài học axit acetic. Rượu etylic có những ứng dụng gì trong cuộc sống? Các em quan sát lên màn hình, đây là sơ đồ ứng dụng của rượu etylic. Các em à, rượu etylic ở một cái nồng độ thấp, người ta sử dụng nó như là thức uống, do đó dùng để sản xuất rượu bia. Bên cạnh đó, rượu etylic còn được sử dụng trong y học, dùng làm chất sát khuẩn. Các em thấy trong đại dịch Covid hiện nay thì nước rửa tay khô là một trong những chất sát khuẩn rất là tốt. Các em biết trong nước rửa tay khô có hàm lượng
của cồn hay còn gọi là rượu etylic. Rượu etylic dùng để pha vết ni, pha nước hoa bởi vì nó có khả năng hòa tan được một số chất. Rượu etylic dùng để tổng hợp cao su và điều chế ra axit acetic được sử dụng trong công nghiệp. Bên cạnh đó, rượu etylic có khả năng cháy được nên người ta sử dụng như là nhiên liệu, ví dụ như là dùng để làm cồn khô trong nấu ăn hoặc là sử dụng trong phòng thí nghiệm ở trong những cái đèn cồn. Như vậy, qua phần trình bày của cô, các em thấy rằng rượu etylic có một vai trò rất là quan trọng trong đời sống. Rượu etylic có rất là nhiều ứng dụng như vậy, nhưng nếu chúng ta sử dụng rượu etylic quá nhiều sẽ trở thành một cái chất gây nghiện và dẫn đến một số bi kịch đáng tiếc. Sau đây là một số hình ảnh về việc sử dụng rượu etylic quá nhiều. Khi chúng ta uống rượu bia sẽ gây ra việc không kiểm soát được bản thân của mình. Đây là một vài hình ảnh uống rượu không tự chủ được bản thân, do đó đã gây nên một số tai nạn giao thông. Đây là một trong những vấn nạn của từng gia đình và của toàn xã hội. Và các em thấy rằng hạnh phúc của từng gia đình có thể bị rượu làm tan vỡ. Theo thống kê, Việt Nam là một trong những nước sử dụng rượu bia nhiều nhất trên thế giới và chưa bao giờ tác hại của việc lạm dụng rượu bia trở thành một trong những vấn đề nóng về sức khỏe, về kinh tế xã hội, về an toàn giao thông đáng báo động như hiện nay. Đây là hình ảnh khi chúng ta lạm dụng rượu bia quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đầu tiên đó là ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến gan. Và bản thân các em là những học sinh, ngay khi ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta hãy nói không với bia rượu. Và phần ứng dụng này các em xem sách giáo khoa. Rượu etylic là một chất có khá nhiều ứng dụng trong đời sống như vậy. Thế thì điều chế rượu etylic như thế nào? Các em qua phần 5, điều chế. Các em trả lời câu hỏi sau. Các em hãy cho biết phương pháp thủ công để điều chế rượu etylic. Sẽ giới thiệu cho các em các bước tiến hành làm rượu etylic bằng phương pháp thủ công có 4 bước như sau. Bước thứ nhất là rắc men, gạo nếp hoặc là cơm. Sau khi nấu chín thì chúng ta sẽ trải đều lên một mặt phẳng, mục đích để cho cơm nó bay hơi và nguội đi. Sau đó rắc men lên và trộn đều. Bước thứ hai là ủ men. Các em cho hỗn hợp trên vào trong một cái chum và sau đó ủ khoảng thời gian là 2 tuần để cho nó lên men. Sau đó chúng ta tiếp tục đổ nước vào và ủ tiếp. Bước thứ ba đó là bước tiến hành chưng cất rượu. Các em biết rằng đây là một trong những khâu quan trọng của quá trình chưng cất rượu truyền thống, bởi vì khâu này sẽ quyết định cho chúng ta biết là mình sẽ thu được rượu ngon hay là không ngon. Và qua hệ thống làm lạnh thì chúng ta sẽ có bước cuối cùng là thu được rượu etylic. Nhưng phải lưu ý rằng sau khi thu được rượu etylic thì chúng ta không nên sử dụng làm thức uống liền, mà chúng ta phải để một thời gian cho cái hỗn hợp rượu etylic này nó có một hàm lượng nhỏ rượu metylic, nó bốc hơi cái hàm lượng rượu đó đi thì chúng ta sẽ thu được rượu etylic rất là ngon. Khi đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị hơi nồng nồng, hơi cay cay của rượu etylic. Như vậy các em thấy ngoài tinh bột có khả năng điều chế ra rượu etylic thì đường cũng có thể điều chế ra rượu etylic bằng phương pháp lên men luôn. Sau đây các em nhìn lên màn hình, từ những quả nho hoặc là những quả dâu, chúng ta thấy trong thành phần của các loại quả này có đường, do đó chúng ta sử dụng phương pháp lên men thì đường sẽ chuyển hóa thành rượu. Và lúc đó chúng ta sẽ sử dụng các loại rượu trái cây này như một thức uống rất là
thơm ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe. Như vậy, qua phần trình bày của cô thì từ ngô, khoai, sắn hoặc là gạo nếp, chúng ta gọi chung đó là từ tinh bột, hoặc là một số loại trái cây như là táo, nho, dâu, trong đó có thành phần là đường, thì bằng phương pháp lên men chúng ta sẽ thu được rượu etylic. Và rượu etylic thu bằng phương pháp này chúng ta có thể sử dụng uống được. Ngoài các sản xuất như trên thì rượu etylic còn được tổng hợp từ ethylene. Từ ethylene người ta đun nóng với nước có mặt của axit làm chất xúc tác sẽ thu được rượu etylic, và phương pháp này được sử dụng trong công nghiệp. Sản xuất theo phương pháp này thì không được sử dụng cho mục đích uống của con người, vì rượu etylic thu được sẽ có lẫn rất là nhiều tạp chất. Đây là một cách điều chế rượu các em cần phải nhớ nhé. Qua bài rượu etylic, các em có thể hình thành một sơ đồ tư duy như thế này cho dễ học bài. Thứ nhất là tính chất vật lý của rượu etylic, là một chất lỏng không màu, tan vô hạn trong nước. Các em phải nắm được độ rượu là gì. Thứ hai, cấu tạo phân tử của rượu. Trong phân tử của rượu có nhóm chất OH là nhóm làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng. Thứ ba, tính chất hóa học. Tính chất hóa học của nó có phản ứng cháy, phản ứng với natri và phản ứng với axit acetic. Thứ tư là rượu etylic có những ứng dụng gì trong cuộc sống. Nó là nguyên liệu và là nhiên liệu, cũng là dung môi. Phần điều chế thì chúng ta cần phải biết điều chế rượu etylic từ những nguồn nguyên liệu nào, đó là tinh bột và đường, hoặc là điều chế từ ethylene. Để củng cố kiến thức về rượu etylic, các em hoàn thành một số bài tập sau. Cô mời các em nhìn lên màn hình và đọc đề bài tập. Sau đây, cô hướng dẫn các em làm các bài tập này. Câu số 1, rượu etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử rượu etylic có nhóm chất của rượu. Chính nhóm chất này làm cho rượu etylic có khả năng phản ứng được với natri. Do đó, câu trả lời đúng là câu D. Câu số 2, trong hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại rượu? Như các em biết, những hợp chất thuộc loại rượu thì nó đều có nhóm chất hyroxin hay còn gọi là nhóm OH. Do đó, câu trả lời đúng ở đây là câu A và câu C. Câu số 3, trong 450ml rượu có 90ml rượu etylic. Vậy, dung dịch rượu trên có độ rượu là bao nhiêu? Câu này chúng ta áp dụng công thức tính độ rượu thì sẽ bằng V rượu nguyên chất chia cho V dung dịch rượu nhân cho 100. Kết quả các em sẽ lấy 90 chia cho 450 nhân 100 và đáp án đúng là 20 độ. Bài tập số 4. Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau. Cho natri dư tác dụng với rượu etylic 90 độ, viết các phương trình hóa học xảy ra là. Các em chọn một trong bốn đáp án trên và giải thích sự lựa chọn của mình. Dựa vào những kiến thức đã học, cô và các em cùng làm bài tập này như sau. Các em thấy rượu etylic 90 độ có nghĩa là gì? Rượu etylic 90 độ có nghĩa là trong 100ml hỗn hợp rượu và nước thì có 90ml là rượu etylic nguyên chất, còn lại 10ml là nước. Do đó, khi cho natri dư vào rượu etylic 90 độ thì ban đầu natri sẽ phản ứng với nước trước. Sau khi phản ứng hết với nước, natri tiếp tục phản ứng với rượu etylic. Do đó, câu đáp án trả lời đúng ở đây là
cả A và B. Bài tập này các em về nhà giải thích và hoàn thành vào vở bài tập của mình. Các em lưu ý khi viết phương trình, các em viết phương trình natri phản ứng với nước trước, sau đó hãy viết phương trình của rượu etylic phản ứng với natri. Sau đây là góc vận dụng tìm tòi mở rộng. Cô có hai câu hỏi sau và yêu cầu các em về nhà làm hai câu hỏi này vào vở bài tập của mình. Câu 1, vì sao cồn 75 độ có tác dụng diệt khuẩn? Câu 2, tìm hiểu những ảnh hưởng của rượu và các đồ uống có cồn nói chung đến cơ thể con người. Hướng dẫn học tập về nhà. Đối với tiết học này, các em học thuộc bài rượu etylic, làm bài tập số 4 khi nãy cô vừa hướng dẫn vào vở bài tập, trả lời câu hỏi phần vận dụng tìm tòi mở rộng. Đối với tiết học tiếp theo, các em chuẩn bị bài axit acetic. Cô chúc các em học bài và làm bài thật tốt. Cô sẽ hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cô chào các em.